sự thật nổ não quá. Hướng dẫn tìm đảo Kitsune săn đồ mới nhất. Đầu tiên, các sếp chuẩn bị cho em một con thuyền. Thuyền gì cũng được hết, không nhất thiết phải thuyền Game Pass như em đang dùng. Lên trên thuyền, chỉ có một người được ở thuyền thôi. Và các sếp hãy đến vùng nguy hiểm thứ 5. Hãy đến điểm cuối cùng của vùng nguy hiểm thứ 5 và chờ cho trăng tròn. Khi trăng tròn thì các sếp hãy lao vào vùng nguy hiểm thứ 6. Các sếp đã quên đăng ký kênh rồi kìa, và nhớ ấn like nhé. Ăn cướp rồi đứng đây. Các sếp thấy em xui không, chưa tìm được đảo mà đã gặp cá mập. Trong khi đó cả server chỉ có mỗi hai của em là đi một mình. Đó, đảo Kitsune đã triệu hồi rồi. Và các sếp nhớ đi cùng nhau nhé. Nếu cả server nhiều người tìm quá, không nên đi cách xa nhau, mà đi ở gần nhau sẽ dễ tìm đảo hơn đấy. Em đã đến đảo Kitsune rồi, và làm gì tiếp theo thì tùy mọi người nhé. Trong video tiếp theo, em sẽ hướng dẫn mọi người cách để triệu hồi linh hồn và lấy những sự kiện, những món đồ ở trong đảo này nhé. Link video em sẽ để ở phía dưới phần comment. Các sếp nhớ để lại cho em một like nhé. Hẹn gặp lại các sếp và các clip tiếp theo.